Thì lời nói đầu tiên thì xin cho em và anh Đầu Chọc gửi lời chào thân thương đến tất cả quý cô chú anh chị. Tiếp tục cái câu chuyện của nữ đại gia bò nữa nghe cô chú anh chị. Thì ngày hôm qua thì nói chung là mấy anh em cũng đã có những cái thông tin chính xác về cái vấn đề của nữ đại gia bò này rồi. Là do cơ quan chính quyền ở địa phương là cũng cung cấp những cái gì mà về cái cuộc sống từ trước tới nay của nữ đại gia bò. Để biết để làm gì cô chú chị là để dạch mặt cái nữ đại gia bò này, để cho không cho cái nữ đại gia bò này mà lên cái chương trình để mà phô trương nổ, để mà lấy cái lòng tin của tất cả những người nhẹ dạ cả tin, để mà có thể là cái chuyện gì sau này nữa thì không biết như thế nào. Thì ở đây là tụi em ngăn ngừa trước, dạch trần trước. Nhưng mà từ cái clip đó cho tới ngày hôm nay là hai anh em là bị là nói chung là áp đảo một cách cực kỳ. Nhưng mà không phải là cái số lượng lớn của cô chú anh chị, đó là một cái số lượng rất là nhỏ thôi, trên dưới gì tầm khoảng 10 người đảo lại thôi. Là không biết như thế nào thì bây giờ mời anh Chọc chia sẻ tiếp về cái vấn đề là bị công kích như thế nào. Thì thật sự ra anh hôm nay muốn lên cái clip này để mà nói về tại sao mà em biết được cái những cái thông tin, và giống như là nói chung là nguyên một cái gọi là gia đình của chị Nổ này. Không phải là chị Nở, chị Nổ. Thì khi mà em nhờ vả những anh em bò quen biết ngoài xã hội đó thì cũng đã liên hệ được tới nơi địa phương, nơi mà chỗ mà bà Nở này ở, thì cung cấp rất là nhiều những cái thông tin và tất cả những tên tuổi. Và khi mà lúc trước đó, chị là một người con gái đó, thì chị đi làm ở đâu và chị lấy chồng ở đâu em biết hết tất cả, và thậm chí cái số điện thoại em cũng có biết ở đây, vẫn có ở đây. Nhưng ở đây em chưa có nói về vấn đề mà chị này nọ. Em muốn anh em ở đây muốn chị phải lên trên mạng này nói một tiếng là xin lỗi cộng đồng mạng, chứ anh em mình không có sự cần xin lỗi. Không, tôi thấy đúng rồi. Tại vì chị đã làm sai với cộng đồng mạng, chị nổ và chị làm một cách vô tội vạ. Nhưng không biết đây là vấn đề chị lên trên đây nổ, lên trên mạng nổ này, không biết là chị có ý đồ gì không biết. Anh em ở đây muốn nói, muốn tìm cái sự thật, tại vì muốn ngưng ngừa những cái người mà gọi là mấy ông cụ ngoại mà có tiền đó, thì thấy chị này đẹp và trẻ rồi có mà gọi là để tài sản nữa. Là sẽ đút tiền vô để mà đầu tư. Đó là anh em ngăn ngừa trước, chứ không phải là gọi là nói chữ lừa, nó không đúng đó. Thì khi mà anh em đã làm những cái clip rất là nhiều và anh em cũng đã tìm đến nhà, và quý bà cũng chị hiểu anh em ở đây ta làm như thế nào, thì có rất nhiều người cũng có một số thành phần để mà lên công kích và thậm chí gọi điện này nọ. Gọi điện cho em thì em nói bây giờ anh ở đâu, anh ở đâu, anh muốn gặp em không, em cứ vô Sài Gòn hoặc là ở khu vực Sài Gòn hẹn ở đâu cho em địa chỉ em tới nhà. Đúng để rồi. Mẹ có nhiều người ta xem là cái clip giữa hoặc là clip cuối, không xem được những clip đầu, không xem được những cái clip mà em đã tới nhà trọ của nữ đại gia, và đầm bình luận cũng như là gọi điện. Em nói gọi ở Sài Gòn, quý bà anh chị nào muốn thì cứ cho em địa chỉ em tới nhà em giải thích, em không chẳng có sợ cái gì cả. Khỏi gần lại tìm mình lại tìm em, luôn. Anh sẽ tới nơi mà nhà luôn. Của một vị khán giả nào đó mà thắc mắc về cái câu chuyện này. Có nhiều người nói không phải cái chuyện của anh em mà làm gì chi. Ở đây anh em làm ra nó sự thật để ngăn ngừa gần, để cho mấy cô mấy chú để không có bị mắc lừa. Nhưng mà không biết cái động thái và cũng như là cái mục đích của cái chị này lên trên mạng nổ là này nọ là không biết cái mục đích như thế nào. Nhưng mà em khẳng định rằng cái trang trại bò đó, cái trang trại bò của mình là nữ đại gia nổ nở này đó, là không phải của chị nha. Rồi người cháu của chị nở này là lúc đó là đang ngồi cắt cỏ mà kêu photo cái gọi là cái sổ đỏ sổ hồng gì đó, sổ hồng thì lúc đó là cái hình dạng và cũng như là cái khuôn mặt của em ấy là ngơ ngác, nó không hiểu được vấn đề gì cả. Bây giờ cái sổ đỏ, quý ông bà của anh chị giàu có sổ đỏ thì quý ông bà của anh chị phải giữ, chứ đâu phải để đưa cho một cái người tôi gọi là công nhân mình giữ, đúng không, mà kêu lại photo. Và cái video của đó em cũng đã lưu về rồi, lưu về đây cách hơn gần tháng rồi. Em lưu về để làm gì, để mà khi có cái chuyện này cơ quan này nọ thì bên em sẽ đăng tải cái video lên để mà chứng minh rằng đây là nó là sự giả dối trong đó. Nhưng không biết là khi mà anh em đã lên khoảng có lúc đó là anh em mình chưa có làm, thì có những anh em khác đã vô làm trước mình về cái câu chuyện. Tại vì anh em mình muốn làm á thì phải hiểu được cái câu chuyện và xác minh rõ ràng anh em mình mới làm. Thì lúc đó đó chị có những anh em khác lên phản biện chị, nói chị này nọ, thì chị khẳng định rằng là trên mạng rằng chị làm cái sổ đỏ sổ hồng mang lại 7-8 cuốn trên những cái văn phòng của ông Phúc á, thì đưa ra anh A anh B rồi đây đâu coi phải giấy tờ này phải tên vậy không. Có thấy không? Tin này là tin nổ, phải tin nữ hay nổ, không không không
tên gì không biết luôn hả? Đọc được luôn. Trời ơi. Quá mờ mờ mờ. Rồi anh đưa em 200 xài này ra ngoài nha. Dạ dạ dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn. Đó. Thì bởi vậy khi mà người chủ kênh người Phúc nó đọc lên á, quý ông bà, Phúc đọc lên á nữ hay nở gì đó, à, cũng không được cả cái anh kia anh vô đọc. Và thực sự anh em ở đây muốn làm câu chuyện gì là phải có bằng chứng chứ không phải lên nói tào lao. Và có những anh em khác thì anh em mỗi một cái kênh làm việc khác nhau, cho nên là em nói cũng hơi nhiều đó quý anh chị, để không nhường lời cho thằng Thái nói tí xíu. Dạ thì em tiếp lời đây nè, em tiếp lời anh đầu chọc nè, và em nói thẳng luôn là những cái thành phần mà công kích tụi em nè, nhỏ thôi cô chú anh chị, cô chú anh chị mình những cái thành phần đó vào xem những cái video của tụi em để làm gì? Giải trí, để hiểu hơn về cái cuộc sống này như thế nào. Anh em của tụi em làm về mạng xã hội thì tất nhiên là cái câu chuyện nào mà nó sai thì anh em là sẽ tìm cái sự thật đi xác minh này kia để mà cho cô chú anh chị biết đâu là thật đâu là giả. Còn những cái thành phần mà số ít thôi, khoảng chừng 10 người đấu lại thôi mà vô mà công kích nói chuyện đó không phải là của hàng bay, hàng bay là cái miệng đàn bà, chuyện của người ta đời tư riêng tư người ta mà đem lên cộng đồng mạng để mà bêu xấu người ta làm cái gì, thì tại sao mà không, tại sao cái những cái người đó đó, mấy cái người mà vô công kích đó lại không hỏi lại là cái bà nữ đại gia bò này là tại sao mà khi không mà bà lên bà nổ làm gì mà có cái mục đích gì? Ở đây là trên trang mạng xã hội cần cái sự sạch sẽ. Tụi em thì làm bên mạng xã hội đúng là làm là để kiếm tiền, nhưng mà tụi em kiếm tiền chân chính đó. Còn mấy anh chị không xem được thì mấy anh chị lướt qua. Ở đây là tụi em không có bắt buộc anh chị phải vào xem. Mình xem thì mình phải coi từ đầu tới cuối như thế nào, hiểu cái câu chuyện nó như thế nào. Anh em làm là làm về cái tâm đó, muốn lấy cái công bằng. Nhưng mà thật sự ở đây là có rất là nhiều luôn, nói chung là rất là nhiều người ủng hộ mấy anh em của em, mà có một số hai thành phần đó, một số ít thôi là công kích. Là em cứ nghĩ đây, thứ nhất là người tình, thứ hai là chồng họ bà con gì đó của nữ đại gia bò này, chồng ông Cường đó. Đó. Có chừng là có nhiều khi là chú Cường chủ tịch bóng đá nữa đó, nó vô công kích tụi em. Nhưng mà công kích được cái gì cô chú anh chị ơi? Sự thật rành rành rồi. Bây giờ có nguyên cái tờ A4 nào là đi Đài Loan lấy Việt Kiều, rồi sau đó là đi Việt Kiều, đi Đài Loan xong rồi về rồi đi Đài Loan rồi về. Trời ơi, một cái tờ A4 đó, nó kín mít những cái thông tin. Nhưng mà ở đây tụi em chưa có đưa ra. Còn chấn động hơn nữa kìa. Nhưng mà ở đây mấy anh em muốn là cho cái chị đại gia bò này, chị Tô Thị Xuân No đó, là nhìn nhận được cái sai của mình như thế nào. Mình đã lên trên cộng đồng là có rất là nhiều người xem, chứ không phải là chỉ có chị xem hay là dòng họ chị xem hay là những người đàn ông mà lơ ngơ láo ngáo mà xem rồi cái thấy chị đẹp đại gia kia nhào vô để mà đầu tư cho chị nuôi trang trại lương đó. Người ta nhìn được hết trơn á, mình lên trên đây mà mình đừng có nổ. Cho anh ngắt lời Thái, cái vấn đề này, cái những cái bình luận của quý ông bà đó thì thật sự ra đó là những cái lời góp ý, chửi mấy em đó là những cái lời góp ý. Em chân thành cảm ơn rất là nhiều luôn. Tại vì có những cái quý ông bà quý chị về bình luận, tại vì không thích bọn em thì chửi bọn em không sao cả. Nhưng ở đây em nói nè, có nhiều quý ông chị lớn tuổi đó không xem được video đầu mà xem được cái video giữa hoặc là cuối, cho nên là không hiểu. Và cũng như giống như nhìn mặt cái đầu em chọc lóc thì ghét, đúng không quý ông bà? Có cái bình luận này đó nè, nó nói là cái thằng gì, thằng đầu chọc á, mày lôi những cái câu chuyện của phụ nữ ra mày nói, mày chui dưới háng rồi vậy cái đầu mày không mọc không tóc, trời ơi. em có chiều thiết đồ công đó, cho nên là khoái lắm nha, hay ủi lắm, ủi vậy là khoái lắm đó. Thì trở lại cái vấn đề nữ đại gia thì thật sự ra khi mà em đã tìm hiểu rất là nhiều, và khi vấn đề nào cũng vậy, anh em chọc cũng bỏ công cả ngày, thậm chí mà nhận được cái thông tin về chú Cường bóng đá thì lúc đó anh em cũng chạy tư ở Sài Gòn, chạy lên đó 40 mấy cây ngay chỗ chạm ăn cái bố lá đó quý bà, vô cũng xác minh rất là nhiều và hỏi ra mới biết hàng xóm như câu chuyện của nữ đại gia gì, và phát hiện ra trời ơi hai ông nội bà nội tò tí te với nhau, đúng không? Thì không biết là sao, không biết làm ăn không được hay sao á, thì một tuần hai tuần gì đó bắt đầu chạy xuống đây tiễn cái đi về, nó thẳng là vậy luôn đó, vô đóng cửa tiễn cái đi về. Rồi nghe nói đâu cặp đâu với quen biết ông nào đó ở dưới Phú Quốc gì ở dưới đó, mà không, những cái vé máy bay là những cái vé máy bay ảo, những vé máy bay ảo không à, đó, gửi cho chọc được cái vé máy bay, nó nói đi Phú Quốc rồi này nọ, chắc nghĩ là xuống dưới chắc chuẩn bị chăn chạy bò hay nô lương ở Phú Quốc nữa quý ông bà. Và ở đây em nói vô cái vấn đề, cái câu chuyện của nữ đại gia, có phải là chị đã từng đi Đài Loan hay không,
đi lấy hai người ở đó, ở đây có đó là cái câu chuyện riêng tư, nhưng mà em nhắc cho chị biết như thế này nè, là bây giờ em đã sợ tới đấy rồi đó. À, và chị có phải hiện tại bây giờ đó, người con gái của chị có phải là người cha nó làm giáo viên hay không? Đó. Đó là như vậy thôi. Ở đây em không có công kích, và cũng không, tại vì chị là một phụ nữ, em đã lên clip em nói một clip hôm qua rồi. Em có biết số điện thoại của chị và em tìm đến nhà của chị rồi, mà chị không có trốn được, em nói thật. Và em, anh em ở đây ta muốn ngăn ngừa rằng những con người thanh niên, những người đàn ông khác để mà không bị trục lợi thôi, không bị trục lợi. Cho nên là anh em phải khuyên chị nên lên cộng đồng mạng này xin lỗi một tiếng. Thì anh em công việc nào cũng vậy, anh em sẽ ngưng về cái câu chuyện của chị. Còn nếu mà chị không xin lỗi thì những anh em ta làm sẽ tới nha. Tại không. Vì anh Chọc biết không, tại vì biết sao không, là rất nhiều cô chú anh chị trên cộng đồng mạng nói là kêu thằng Thái và anh Chọc mấy em làm tới công chuyện cho chị, cho anh đó, lôi nói chung là làm tới luôn, tới bến luôn, chừng nào mà khi nào mà chị tăng tô thị mà cái tên khó đọc quá, đổ là đại gia bò đó, giờ show no no nổ gì đại gia bò đi đó, là chị là phải là nhìn nhận được cái sai của mình đó, mình phải lên từ mình phải có những cái lời nói gì đã, dạ kính thưa cộng đồng mạng, em là Tăng Thị Xuân Nổ, em vừa qua thì em có lên một cái chương trình tiễn chồng, nhưng mà vì hôm đó em uống lộn thuốc nên là hay là cái hậu COVID gì đó em còn dư chắn lại, nhiều khi em lời nói em phát ra thì nó không có đúng, thì hôm nay thì cũng mấy anh thì cũng đã tìm ra cái sự thật đó. Em không phải là đại gia gì hết, em chỉ là người may đồ ngồi chai khu chai đít đó. Hôm nay em xin lỗi cộng đồng mạng, mọi người hãy tha thứ cho em để em làm lại cuộc đời. Thì đó, vậy thôi, là nói chung là cộng đồng mạng sẽ tha thứ cho chị liền. Còn ở đây là anh em đã sờ tới đấy của chị rồi, nó là biết những cái thông tin như vậy rồi, nói nhẹ chị vậy thôi. Rồi nếu mà chị còn ngoan cố thì những cái thông tin đó thì chắc chắn là đời tư của chị là sẽ bị người ta biết hết. Còn những anh nào mà nói cái đời tư của người ta mà vi phạm này kia, vi phạm thì vi phạm sao? Bây giờ mình làm cái người lên cộng đồng mạng mình nói sai sự thật, người ta cũng muốn tìm được cái sự thật thôi. Cũng bây giờ nói thẳng luôn, nếu mà anh em mình làm sai, quý ông bà có quyền đi kiện. À, đúng rồi, anh đi em kiện. Đi hầu, anh em đi vậy hầu thôi. Ừ, vậy thôi đó, thì đó. Cái câu chuyện này em đã làm thì quý ông bà anh chị biết, mà em biết rằng là chị nở và gia đình chị nở như thế nào, thì cái sự quen biết và cũng như tìm tòi của mấy em là nó dạng không có tầm thường rồi, đúng không? Nó là tầm bậy rồi đó. Cho nên là khi mà những anh em làm câu chuyện nào là làm là phải tới ở đất Sài Gòn này trong vòng chậm nhất là vài ngày là tìm ra được cái thông tin môi hết tất cả. Và thậm chí mà nữ đại gia mà ở Ninh Thuận, Bình Thuận, cái gia phản người ta gọi là cái gia đình mà em còn môi ra được mà, quý ông bà đó. Và khi mà đăng tải những cái video đó lên á, thì có nhiều người ở xóm người ta bức xúc, người ta không dám nói. Tại vì sao? Chị này mỏ gì mỏ nhọn, cho nên là người dân người ta không dám nói, tại vì sợ bị phong long, chửi phong long á, nó thẳng là vậy. Cho nên là hàng xóm người ta rất là sợ về vấn đề mà chị này, và không biết rằng là nữ đại gia bây giờ có 6-7 cuốn sổ đỏ gì đó. Mà tại sao chị ngon như vậy, chị có nhà chung cư mà chị lại không ở, mà chị lại thuê một cái nhà trọ mười mấy năm nay ở trong cái xóm trọ đó, để cho khi mà lên trên mạng rồi nguyên ở xóm người ta té ngửa chân, người ta nghe tin trâu vô. Đâu có, nếu mà thật sự anh Chọc biết không, nếu thật sự là nữ đại gia thiệt á, khi mà anh em mình chỉ cần nói động chạm tới thôi là có thể là mình sẽ bị dính vào cái điều 331. Ừ. Đó, nếu mà đúng là đại gia thiệt thì người ta chỉ cần lấy một cuốn sổ ra thôi, người ta tẻn cái là mình xé một góc thôi, xé một góc thôi của cái sổ hồng thôi, là mấy anh em mình sẽ lên được uống ngồi uống nước trà. Ừ. Đó, đối mặt với cái sự là vô tội dạ, có nghĩa là phát ra những cái ngôn từ nói sai sự thật đó. Bây giờ nó Thái nè, bây giờ Thái trong túi Thái ví dụ có tiền, Thái có cầm lên mạng khoe không? Không, trời ơi, đâu có, giấu có chết tiền, luôn có tài sản, ta giấu hết muốn chết luôn, sợ anh mượn đúng không? Đúng rồi, sợ anh mượn. Mà trong đây cứ tự nhiên cộng đồng mạng ta lên tiếng góp ý cái là qua ngày hôm sau cầm 6-7 súng sổ đỏ lên lên để chứng minh làm cái gì được trên mạng này. Có sao thật và mình phải biết rằng là mình phải nói thật ở trên mạng. Bây giờ tôi là một người thợ may, tôi muốn tuyển chồng, lương thu nhập vậy, tôi ở với một người con gái, tôi thuê nhà trọ vậy đó. Có anh nào thích thì kết tôi là lụm về lụm thôi, nuôi tôi, hay là hai người hợp tác nhau làm ăn để mà an ủi tuổi già, đúng không? Chứ đằng này chị làm thợ may ngồi như đít khỉ rồi chị lên đó chị nói là tôi là chú trang trại bò nó 7-8 sổ đỏ sổ hồng gì đó, cuối cùng ra đùng một cái trời ơi bùm
toàn đa số là trên đây lên khoe của, khoe vàng dòng, giờ ta đa số là nổ. Người ta đại gia chính thức đó, người em nói thật luôn, người ta có tiền đó, có nhan sắc như chị đó, người ta có tiền nha, người ta alo, anh ba, anh B, anh C hay chị E gì đây, ơi, tôi kiếm một người gì đó, quan hệ người ta rất là rộng. Chỉ cần người ta nói một tiếng thôi là rất là nhiều người tốt người ta đây. Đâu phải mà lên cây đây, trên đây đại gia có tiền tỷ, chân chạy bò nào ok lắm ha, lên trên đây tiễn, tiễn mà nổ lên khoe chương này nọ. Và cuối cùng ánh mắt, gọi ánh mắt thấy không? Quay phim mà có mắt nó liếc liếc mấy người anh em YouTube đồng nghiệp nó liếc qua liếc lại để đại làm gia gì? Người ta đó. Đại gia người ta nằm ở nhà thôi. Alo, cho ba em 18 hay là ba anh 18 19 gì đó sáu múa nha, rồi phải là 18 19 nha, rồi khỏe mạnh đó. Rồi đến nhà chị liền rồi, ok. Cái hôm đó mà anh đến đó rồi buổi tối với anh em mình đến đó lại đến đấy để mà em xin làm một cái trang cái chân để làm dẫn bò cắt cỏ bò. Nhưng mà tại nếu mà chị đại gia thiệt thì không dám nhận em, không dám mở cửa tiếp xúc với em. Đúng không? Em tới mà đừng cho em phố giống, em nói rồi là tới là xin chị một cái chân là vô xin làm việc giữ, với giữ chị bò, thôi. Giữ bò. Còn tối mà đấm bóp với chị cũng được, nó không sao, mà đừng cho em làm này nọ với con bò là được. Mà tại sao chị thấy em với thấy anh em lại mà chị đóng cửa, quản hồng đóng cửa lại làm gì? Nếu mà chị thật chị dám đối chất với em không? Bây giờ em chơi lớn với chị nè. Bây giờ dám chơi không? Chị nói lại trang trại bò đó của chị đúng không? Ha, em cá với chị, em sẵn sàng em thuê bỏ tiền em thuê chiếc xe, anh em mình thuê một chiếc xe chở chị ra trang trại bò đó luôn. Thôi cá cái gì, em nói anh nghe nè, từ lúc mà bả lợi cái trang trại bò đó bả quay mà cái anh Hải chủ trại bò đó ông bây giờ ông cũng gọi là gì cười mà nói cười mà cười giống như là cười khi dễ á. Bây giờ làm là ảnh hưởng là ảnh hưởng tới cái công việc của ổng, tại vì sao? Tôi là chủ trang trại bò mà chị lên chị xưng rồi đó, chị là chủ trang trại bò tròn. Mai mốt mấy người làm việc chung với anh Hải, ta nói ủa có phải cái này của ông không, mà bây giờ ta có người ta lên ta nói trang trại của ta kìa. Mà ông Hải ổng chưa có đưa kiện chị là may lắm rồi đó, tại vì người cháu của chị là làm trong đó và ông nội này không biết có tin tưởng hay không, mà có sổ đỏ sổ hồng không biết mà đưa ra. Ha. Còn anh Hà là cái hôm đó là thấy biết sao không? Anh Hải ông không có trang trại cho nên là xuống dưới đó diễn. Đó không có ở nhà ha, không có ở nhà mới tới ơi. Có ông Hải đó là xong luôn rồi, làm chi vậy trời. Bây giờ anh Hải xem mấy cái clip của cái chị đại gia bò này anh Hải cũng lắc đầu luôn rồi. Làm cuối cùng bây giờ anh Hải bây giờ là đối tác làm ăn người ta nồi này nọ, ảnh hưởng tới công việc của người ta đó. Nói là ủa mua trang trại bò mày là đâu phải đâu, bây giờ mày làm ăn với mày tôi sợ quá. Tại vì mày nổ rồi. Đúng không? Ảnh hưởng tới anh Hải nữa. Hôm nay là mấy anh em cũng đã làm tới đây rồi, thì nói chung là những ai mà đối tác của anh Hải thì cứ tiếp tục đối tác đó. Là trang trại của anh Hải chứ không phải là của chị No nha, ý chị Nổ nha quý cô chú anh chị. Và hôm nay thì em cũng gửi lời có vài lời với những mà cái thành phần mà nói chung là công kích đó, thành phần số ít đó. Người tình hả? Dẹp quan bên. Đó, dòng họ bà con hả? Không có vé đâu. Ở đây người ta làm, người ta có bằng chứng, gặt chứng rõ ràng, xác minh đầy đủ. Có mộc của cơ quan chính quyền luôn, muốn thưa hả, ở đây đi hầu thiệt, coi ai kiện ai biết liền. Đừng có vô đây mà công kích, mình hãy xem cái câu chuyện nó như thế nào rồi mình hãy bình luận vô, chứ đừng có cái giống cái kiểu mà tai nhanh hơn não, thì xã hội này nhiều lắm. Để đó, anh trả lời lắm. Cái một cái người khán giả có bình luận vô kênh anh, chửi anh rất là nhiều, tên là anh cái gì anh, cái gì Hùng Trần thì phải, là cũng có gọi điện cho anh nói chuyện với anh, nhưng mà tên là Thanh Hùng. Thanh Hùng thì chắc là cũng có tản rồi đó, chắc bây giờ bình á. Xong rồi anh trả lời bình luận lại, anh là người yêu của bà nữ da bò hay sao mà anh biết gành về câu chuyện nữ da bò. Nói tôi là không biết thật nhưng mà tôi biết rất gành. Ủa gõ gàng đó anh, tôi không biết thật mà tôi biết rất gành, mà rồi. Tôi biết rất gành, tình nhân lộ một lộ, người lộ, lộ rồi lộ, nó lộ, giấu với em không được đâu mà. Bà gọi điện nói chuyện với anh Hoàng tí xíu là anh bẻ lại những cái câu là vô là lộ liền lộ. Đó. Thì hàng xóm gõ gàng, hàng xóm người ta nói thỉnh thoảng có một cái ông nào một tuần đến 2-3 lần vừa vô là mang khẩu trang chạy chiếc xe vô bập, có khi đi bộ nữa vô mở cửa không biết là gọi alo anh đừng tới đầu hẻm nha, mở cửa nha, vô có quẹt cái đóng cửa gầm chuẩn bị sẵn rồi, vô nó mới gầm cái vô 2-3 tiếng rồi ra. Hàng xóm người ta nói sao ông này ổng tới hoài mà kỳ mà đi ra, vô thì đi thẳng hạ thẳng ha, còn mà đi ra thì cong cong như nào mà lưng nè, mà đi ra xong mặt mày xanh chanh luôn, đầu cổ bòm sòm luôn mà không biết làm chắc kiểu mà chơi sumo đồ, không có thiết đầu cong của anh đó phải không? Ổng đã lớn tuổi, ổng già, ổng lùng mà ổng nhỏ con nữa, không biết ổng lanh lẹ lắm, hàng xóm người ta chia sẻ lanh lẹ lắm mà không biết quằn ổng sao ổng ra mặt
cổ đi khum khum đầu cổ thì sang tóc tai bồm xòm hết trơn, cái tội nghiệp mấy ông già lắm quý anh chị. Yeah. Thôi ngày clip anh em mình dài rồi, clip anh em thì cũng đã dài rồi. Nếu mà cô chú anh chị mà muốn anh em của tụi em làm tới nơi tới chốn, tới bến tới công chuyện thì hãy bình luận để cho mấy anh em biết. Còn mà riêng chị nổ nó, chị xem được cái video của mấy anh em thì chị hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Nói chung là anh Chập cũng nói rồi, cho chị cũng như thời gian cũng khá là dài, cũng 3-4 ngày gì đó, thì cho hết từng ngày đi, chốt lại đi, thì chị cũng phải lên tiếng cái gì đó đi. Em nói thật, cái này ở đây là anh em cũng như là khuyên chị thôi, còn cộng đồng người ta sẽ nói chung là người ta xem là cái gì sau này là chị khó ra đường lắm, người ta chỉ trích vậy lắm. Có, bây giờ mình lên tiếng cái đi, xin lỗi cộng đồng. Có nhiều anh em YouTube á là xin cái địa chỉ nơi nhà của chị nở này, dạ, nhưng em, mà anh em không cho, không cho không vì cho. Lý do nhân vật của một cái người khác. Em không thể làm cho, nếu mà nhân vật của em không cho. Là lại là những anh em đó mà là mười mấy người là em bảo đảm với quý chị là em đảm bảo với chị nở ha. Em và anh Chọc mà cho cái địa chỉ của nhà chị là trong vòng ha, một tiếng sau thôi là hơn 100 YouTuber đến câu like câu view chị đó. Chị tin không? Thì thôi, mình xem video này rồi thì chị hãy suy nghĩ thật kỹ, mình lên mình nói một tiếng xin lỗi cộng đồng mạng đi, rồi sau đó là mọi người sẽ tha thứ cho mình. Nó người ta chỉ trách người chạy đi chứ không có trách người chạy lại. Nghe tin gì chưa? Tin gì? Trời ơi, bả bỏ tiền con bả gọi YouTuber kia mà lên lật mặt anh thấy. Ghê không? Lật mặt anh em mình nó ghê chứ. Mặt này á. Trời ơi, mặt anh em mình còn đóng ra tự. Bây giờ em nói nè, chị nở nghe. Mặt đàng hoàng vô, mặt villa mặt mà. Em trên mạng là nó bự lắm, mặt mọc không à. Mặt anh em mặt mọc không à. Chị muốn vạch mặt không? Em lại chị gọi điện cho em hẹn em tới nhà chị mấy giờ tới đó để cho chị vạch mặt em. Ok không? Dân ở chơi là chơi như vậy đó quý ông bà, nó muốn vạch cái nào vạch. Nghĩ sao kêu những YouTube khác mà lên vạch mặt anh em mình, tôi ơi. Trời ơi, em làm sai hả? Đúng không? Em lật mặt chị lại lật mặt là em. Rồi cũng được không sao. Bây giờ chị xem được cái clip anh em của em với Thái và tất cả anh em ở đây á thì chị suy nghĩ lại, hãy quay lại và anh em cũng sẽ cho chị một cái con đường cơ hội. Và ở đây là em khuyên chứ không phải là gì cả. Biết đâu là anh em mình cũng sẽ làm ông mai bà mối để mà giúp cho chị tìm một cái mảnh ghép yêu thương nữa. Có khi nào em ăn đứa mà được em hốt chị luôn sao? Đó, được không? Tướng ngon lành rồi em hốt. em YouTube em làm tháng tới cả tỷ lần đó, em lo chị cuộc sống được. Rồi. Đó. Sức sắc lắm. Ừ, đó. Rồi, nếu mà cô chú anh chị mình muốn em và anh Chọc làm cái câu chuyện này tới đâu? Nếu mà chị nở xin lỗi thì chắc chắn là tụi em sẽ không làm về câu chuyện chị nở nữa, và để cho chị ấy có một cuộc sống bình yên. Còn mà nếu chị nở vẫn cố tình không có xin lỗi cộng đồng mạng thì tụi em sẽ làm tới bến, tới bến Ninh Kiều luôn. Tới bến Ninh Kiều luôn, tới nóc luôn. Đó rồi, thôi bây giờ em và anh Chọc xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú ở video tiếp theo. Bye bye mọi người.